Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách Trên trời sáng tạo bài 13 Hecta. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách Trên trời sáng tạo bằng cách nằm ở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là chúng ta có tình huống như sau. Bạn nữ hỏi ông: "Ông ơi, trang trại này rộng quá." Ông nói: "Diện tích của trang trại là 7 hecta." Bạn nam hỏi: "Hecta là gì hả ông?" Rồi, để tìm hiểu hecta là gì, chúng ta cùng vào phần nội dung chính của bài hôm nay. Trước hết các em hiểu hecta là một đơn vị đo diện tích. Hecta viết tắt là HA. 1 hecta là diện tích của hình vuông có cạnh dài 100 m. Muốn biết 1 hecta bằng bao nhiêu thì chúng ta tính diện tích của hình vuông có cạnh dài là 100 m. Muốn tính diện tích của hình vuông, các em lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Lấy 100 nhân 100 bằng 10.000. Ở đây là 10.000 mét vuông. Như vậy, chúng ta có thể nói 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Hoặc 10.000 mét vuông bằng 1 hecta. Rồi, trước hết là các em vào phần thực hành 1. A, đọc các số đo. Số đo này các em đọc là 6 hecta, 27 hecta, 61 hecta, 250 hecta, 1% hecta. Hai phần năm hecta. Câu B, các em viết các số đo diện tích. Diện tích trồng lúa của nhà bà ngoại là 4 hecta. Diện tích đất của trường tiểu học Hoa Ban là 9/4 hecta. Diện tích của một phường tại thành phố Hồ Chí Minh là 330 hecta. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 2, các em điền số thích hợp vào các chú chấm này. Câu E, 8 hecta bằng bao nhiêu mét vuông? Ta biết 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Vậy 8 hecta các em lấy 10.000 nhân 8 hay là 8 nhân với 10.000 bằng 80.000. Như vậy đổi từ hecta ra mét vuông thì các em chỉ cần viết thêm 4 chữ số 0 vào đằng sau. Tương tự 45 hecta đổi ra mét vuông, các em chỉ việc viết thêm 4 chữ số 0 vào đằng sau, ta được 450.000 mét vuông. 2/5 hecta đổi ra mét vuông, các em lấy 2/5 nhân với 10.000. 2/5 nhân 10.000, 2 nhân 10.000 bằng 20.000. 20.000 chia 5 bằng 4.000. Tiếp theo là các em sang câu B. 300.000 mét vuông bằng bao nhiêu hecta? Ta biết là 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Nếu đổi ngược lại từ mét vuông ra hecta, các em lấy số đo chia cho 10.000. Chia cho 10.000 thì các em bớt đi 4 chữ số 0. Ta được 30. Rồi tương tự, các em bớt đi 4 chữ số 0, ta được 5. 4.000 thì chúng ta không thể bớt đi 4 chữ số 0 được, mà các em phải lấy 4.000 chia cho 10.000.
Thì em viết kết quả dưới dạng phân số thôi. Chia cả tử và mẫu cho 1.000 thôi. 4.000 chia 1.000 bằng 4. 10.000 chia 1.000 bằng 10. 4 phần 10 các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 2. 4 chia 2 được 2. 10 chia 2 được 5. 4.000 mét vuông bằng 2 phần 5 hectare. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1. Câu nào đúng, câu nào sai? A. Diện tích của một sân bóng đá là 7.140 mét vuông. Diện tích sân bóng đá bé hơn 1 hectare, đúng hay sai? À, ta biết là 1 hectare bằng 10.000 mét vuông. 7.140 mét vuông nó bé hơn 10.000 mét vuông. Điều này có nghĩa là diện tích của sân bóng đá bé hơn 1 hectare. Được chưa? Như vậy câu A là đúng. Câu B. Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài là 40 mét, chiều rộng là 25 mét. Diện tích thửa ruộng đó là 1 hectare, đúng hay sai? Muốn biết đúng hay sai, trước hết là các em tính diện tích của thửa ruộng. Thửa ruộng có dạng hình chữ nhật. Như vậy, tính diện tích của thửa ruộng tức là các em tính diện tích của hình chữ nhật bằng cách là các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng. 40 nhân với 25. À, bằng 1.000 mét vuông. 1.000 mét vuông nó bé hơn 10.000 mét vuông, tức là bé hơn 1 hectare. Ở đây nói diện tích thửa ruộng đó là 1 hectare là sai. Câu B là sai. Bài tập số 2, kem điền số thích hợp vào chỗ chấm. Một khu vực trồng chè, hay còn gọi là trà, có diện tích là 35 hectare. Hàng năm, trung bình 1 hectare thu hoạch được 10 tấn chè búp tươi. 1 tấn chè búp tươi bán được khoảng 50 triệu đồng. Trong một năm, khu vực đó thu được bao nhiêu triệu đồng tiền bán chè búp tươi? Rồi chúng ta biết là hàng năm, trung bình 1 hectare thu hoạch được 10 tấn chè búp tươi. Mà khu vực đó có diện tích là 35 hectare, thì hàng năm khu vực đó thu hoạch được bao nhiêu tấn chè búp tươi? 1 hectare thu hoạch được 10 tấn, vậy 35 hectare thì thu hoạch được 10 x 35. Hàng năm khu vực đó thu được số tấn chè búp tươi là 10 x 35 bằng 35 x 10, tức là bằng 350 tấn. Ta biết là 1 tấn bán được 50 triệu đồng. Vậy 350 tấn thì bán được bao nhiêu triệu đồng? À, các em lấy 50 x 350. Trong một năm, khu vực đó thu được số tiền bán chè búp tươi là 50 x 350. Và chúng ta tính được kết quả bằng 17.500 triệu đồng. 17.500 triệu đồng. Các em điền số thích hợp vào ô trống là 17.500. Tiếp theo là các em sang mục đất nước em, các em điền số thích hợp vào chỗ chấm. Năm 2020, diện tích trồng chè của toàn tỉnh Thái Nguyên khoảng 22.400 hectare. Trong đó diện tích trồng chè của huyện Đại Từ chiếm khoảng 2/7 diện tích trồng chè của cả tỉnh. Như vậy diện tích trồng chè của huyện Đại Từ là bao nhiêu hectare? À, cả tỉnh khoảng 22.400 hectare. Mà Đại Từ chiếm 2/7. Vậy diện tích trồng chè của huyện Đại Từ là? Các em tìm 2/7 của 22.400 hectare bằng cách là các em lấy 22.400 nhân 2/7. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. Vậy diện tích trồng chè của huyện Đại Từ là 22.400 nhân 2/7. 22.400 nhân 2 rồi chia cho 7, ta được kết quả bằng 6.400 hectare. Kem điền vào chỗ chấm số thích hợp là 6.400. Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.